Chào buổi sáng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thái Lạng Sơn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cái series giới thiệu những cái quán ăn ngon ở thành phố Lạng Sơn. Địa điểm Thái đang có mặt ở đây đó là khu vực chợ Đông Kinh. Chợ Đông Kinh cũng là một cái nơi có rất là nhiều những cái quán ăn ngon. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái quán bún cá cũng như là bún hải sản ở gần khu vực chợ Đông Kinh. Thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào phía trong để thưởng thức xem nhé. Đây các bạn, đây là quán ở phía trong. Đây là cái không gian làm việc ở phía trong của chị chủ. Đấy. Ở đây thì mình bán bún cá như này thì có loại bún nào nhiều ở chị nhỉ? Có bún cá với bún hải sản em ạ. À bún hải sản. Thế bún cá là cá riêng ấy đúng không? Cá là cá với chả cá. À còn bún hải sản thì gồm nhiều thứ ạ. Bún hải sản có loại cá. À. Đây các bạn nhá. Như mình nhìn thấy ở đây đó là chả cá. Xa kia là bề bề này. Đây là cái mực các bạn nhá. Còn kia là cái tôm với cá trao. Đây là rau. Bên này thì là cái nồi nước nhúng bún. Nước nhúng bún. Ở đây chị bán mỗi bún thôi nhỉ? Bánh đa. À bún. Bún bánh đa miến nữa. À đấy, nồi nước nhúng nhỏ nhỏ này. Rất là nóng hổi. Đấy chị cho rau. Cái rau đấy rau mùng hả chị? Rau mùng, rau cải. Đấy, trên rồi lấy cá. Tôm này. Mực bề bề. Đây là bát hải sản chua cay đấy ạ. Hay là thập cẩm đấy ạ? À chua cay đấy ạ. Hai loại này thì bán như nào chỉ? Một là cái bát thập cẩm bằng tiền nhau à? Bao nhiêu tiền một bát này ạ? 35.000 một bát này đúng không? Đi ăn thêm đồ thì gọi thêm. À. Năm bát. Bình thường một ngày chị bán được nhiều khoảng mấy trăm bát? Hơn 200 bát. À hơn 100 bát đều đều ấy bình thường. À. Cái bún cá này thì cái bún này thì chắc là chị phải đi học ở đâu chứ? Tìm hiểu. À, các tự làm ra. Thế đông khách này thế giỏi con gì nữa. Bây giờ đang rất là đông các bạn nhé. Cái tầm đông này khoảng tầm 8 giờ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một bát của chị nhá. Hôm nay mình thấy món bún hải sản nhìn rất là hấp dẫn đấy. Mình sẽ ăn món bún hải sản nhé. Đây này.
Đây là những cái bát bún hải sản đấy. Bây giờ mình sẽ vào bên trong quán nhé. Gian ở trong các bạn có thể nhìn thấy đây cũng rất là rộng luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong mình tìm một bàn mình ngồi nhé. Đây là bún hải sản chị vừa mới bê ra. Đây mình nhìn thấy đây, như mình đã nói cho các bạn ở trên kia có cá này, có chả cá này, có mực này, có đậu này, tôm này. Dưới là bún và có cả một số các loại rau ở phía trên đấy nhá. Mình nhìn thấy ở quán bún của chị cái nước dùng với các bạn rất là nóng luôn, đun xong chị còn đậy vung vào nữa, khi múc xong đậy vung rất là nóng hổi. Bây giờ mình sẽ vào mình thưởng thức nhá, nhìn cũng rất là ngon ạ. Như bên cạnh ăn cùng đây có một cái rổ rau rồi các bạn nhá, chanh này, măng ớt này, không thể thiếu ở trên Lạng Sơn mình, măng ớt, ớt chưng, nước mắm, hạt tiêu. Đấy, những cái thứ ăn cùng bún phở không thể thiếu được. Rồi các bạn nhé, bây giờ mình mời các bạn thưởng thức bún hải sản nhé. Đấy, rất là ngon. Mình sẽ cho một ít chanh vào. Chút rau sống các bạn nhé. Chút hạt tiêu. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái nước dùng các bạn nhé. À, cái nước dùng nó chua chua cay cay, thì bún hải sản các bạn nhé. Ăn cũng rất là ngon. Phước xem này. Ừ, rất là giòn luôn. Cá các bạn. Cái thịt sao nó bên ngoài giòn nhưng bên trong nó còn rất là, còn cái vị mềm mềm, ăn rất là ngọt các bạn nhá. Mềm mềm lắm. Mềm mềm tươi các bạn, ăn nó mềm ngọt. Chả cá. Cái chả cá rất ngon các bạn ạ. Thơm lắm. Thơm. Mình khá thích cái cá trao này các bạn nhá. Chị trao với cá bên ngoài các bạn có nhìn thấy là nó giòn ở bên ngoài, nhưng mà cái bên trong nó vẫn còn giữ được cái độ mềm của cá. Mình ăn tôm thôi nhá. Tôm thì nếu mà đúng ra thì bỏ luôn cái đuôi tôm và cái đầu đi thì cũng thích hơn, nhưng mà có thể là do có người ta thích để cái này ăn thì sao. Thế là cá nhân mình nhá, mình muốn bỏ cái đầu và cái đuôi đi. Mình
vừa mới thưởng thức xong món bún cá cũng như là bún hải sản ở trong quán của chị. Mình đánh giá quán ở của chị ăn cũng rất là ngon, đặc biệt là món bún hải sản có rất là nhiều thứ để chúng ta có thể ăn, đó là như là tôm, là mực này, xong rồi bề bề. Mình đi ăn ở Lạng Sơn nhưng có ít quán bán như thế. Nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể ghé vào chỗ bún cá hải sản ở khu vực chợ Đông Kinh để chúng ta có thể thưởng thức một cái bát bún hải sản. Bây giờ video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.